video này để chỉ mấy ông. Ưu điểm tại video này là xe của Linh rút gọn free nhé. Lưu ý, chỉ dành cho điện thoại có hỗ trợ 90/120Hz. Đây content tips lỗi ứng dụng qua 60Hz. Đầu tiên là truy cập website dưới mô tả video, có hai cách làm. Cách 1, dành cho Android 10 hoặc thấp hơn. Sử dụng code ZEDIT hoặc app APK ZEDIT mod nhé. Mình hướng dẫn nhiều rồi nha. Cài ZEDIT, nhập ba code kia vô system là ok. Code nhập phần giá trị chọn 90 hoặc 120. Giá trị là chọn XZ mà bạn muốn á. Đọc chi tiết về 90 đến 120Hz ở đây. Máy mình Android 14 lên làm cách 2. Dành cho thiết bị Android 11 hoặc cao hơn. Sử dụng Raven, LayDB hoặc Postbox để chạy code. Tại video này mình sẽ sử dụng app Postbox. Tải trên trang chủ ostup.com nha. Nếu dùng được Raven thì tải trên CX Play cũng được. Mình sẽ sử dụng Postbox để chạy code. Chọn System xong chọn Start. Bấm Start xong copy code đã convert. Dán vô app chạy code bấm Run là ok. Và thế là xong. Bạn chắc chắn sẽ cảm thấy mượt hơn. Nếu bạn bị lag 60Hz trước đó thì đây là cách unlock khỏi lỗi bị khóa ở 60Hz. Chỉ đơn giản vậy thôi. Máy khi khởi động lại sẽ mất hiệu lực. Nhớ để ý nha.